Xin chào quý ông bà cô chú ha, bây giờ là treo lên lợn nữa cô chú anh chị ơi. Tại là mới vừa sinh lên tường xong ha, là để cặp này nè cô chú anh chị. Ôi Ngọc, anh có nói là treo luôn giết tối không? Chín ngày à? Ngày thôi. Chiều mình về mình tháo xuống rồi. Đừng có do tham mới rồi đâu mà quá. Xin một bài rồi được rồi. Được rồi, 4 5 giờ chiều mình tháo xuống đi. Có vô đầu tư cũng không được nghe quý chú chị. Tới luôn em. Ừ đúng rồi, tới luôn em. Mình hỏi không rồi. Cái này mình treo xong cái nữa mình cắt lại nha. Đó là bên em tháo ra mình cắt lại không có tới người hàng kia bên em mình đem ra. Ủa vậy sao à, mình treo cái ếch này à, cái đèn lồng này ở trên đây rồi thì giờ mình phải treo cái hai cái lồng đèn này dưới cái đuôi chứ sao treo ngay bụng. Bụng cái ba cái mà ba cái nè một bên ba cái bụng dưới cái đuôi bụng dưới cái đuôi nữa rồi bụng dưới đuôi là được rồi bụng đuôi yên qua đó cảm ơn ban quản lý đã sáng sớm điều kiện cho anh em mình quan hỷ cho mấy anh em treo đèn lồng ở trên cậu của chú anh chị ơi mừng quá trời chạy luôn hả cho phép lớn anh chơi trước người ta không vậy anh lớn anh chơi kỳ quá không anh lớn chơi kỳ anh kênh lớn mà anh chơi kỳ quá lớn mà anh tranh thủ quá anh không có nhường nhịn cho em mốt gì hết ông đâu có vô hiềm thôi ông vàng nãy giờ đốt vàng cho chú chưa ai sẽ nhớ đốt nhan sớm ta không có thấy nhường nhịn em mút gì trời không có nhường nhịn nữa ta mày Hải có đi không có cái này mình thuê xe đi đi ta thuê luôn hồi ơi Ngọc cho lớn xe luôn người thuê xe có người có tiền người không tiền bởi vậy tính thuê xe đi cho nó vui mà mấy anh nói mấy anh lớn nói giờ thí dụ thuê xe đi được rồi đó mà sợ như mình YouTube thì cũng có chút đỉnh tiền còn mấy người chị ekip thì không có tiền tội nghiệp với bả qua bả cũng có tiền rồi, đó, đó, cũng... nói thì nói vậy thôi chứ nhiều khi biết sao đi thuê xe nó bất tiện lắm tại nhiều người ta ở dưới đó người ta băng qua đó là chúng ta dễ gần hơn trong khi đó mình xe ở đây lấy xe chạy về dưới xa đúng rồi cô Hương là bên đó chạy qua là vậy đó đâu bận nhiêu nữa đâu ngày mai mình đi mình ghé nhà cậu mình xin chịu lon vô thắp nhang cho cậu đi chứ phải chứ phải vậy chứ đúng rồi nếu mà mình đi làm đấy mà đi tranh thủ đi sớm từ bỏ mà cậu mắc tới bây giờ luôn em chưa có được vào nhà cậu để thắp nhang cho cậu lần nào luôn với là quyên tem nó tím mà vô thắp nhang không đẹp á chưa tới thắp nhang cậu được vô thắp nhang được lần nào ngày mai em Viền Hải đi ngày mai mình xin thôi đừng nói gì em đương nhiên là phải ghé nhà rồi nhưng mỹ là anh em thì có người ta cũng tới rồi có thằng Hải chưa tới bao giờ hết thôi đừng nói gì em mình đi đâu mình cũng ghé nhà đi ngang dưới nói chung là cái ngày mai là cái ý nghĩa lắm nha tại vì ngày mai là mình đi ủng hộ cái MV ra mắt của chị Hồng Loan đúng không đó mà cả team mình luôn nên là mình đi mình ghé nhà thắp hương cho chú là rất là ý nghĩa nha với lại sinh nhật của chú là mình chỉ có ở trên mộ không chứ mình chưa có xuống dưới thắp hương tại nhà ha không quan hỷ cho treo đèn lồng ở mộ cậu rồi cô chú chị ơi mà treo chỉ có ngày nay thôi phải không chứ xin một ngày nay mình treo tới 9 giờ tối là bị la đó nha. Rồi. Cái gì? Cái gì nghe cái bợp? Ủa chú anh chị ơi, thật ra là cái tiếng động hồi nãy là do anh Ngọc. Anh ấy làm gớt cái lồng đèn. Mà cái đèn lồng này đẹp chứ bộ. Hôm qua anh bị qua kể lại cái sự tích cái bánh kem coi sao nè. Cái em qua chơi hết cái mình luôn. Hết cái mình luôn. Cái này có đèn nữa nè. Có đụng ai không mà sao kỳ vậy? Chạy xuống á. Nên em nói là cái hồi mà anh đem cái bánh kem này lên ở đây này đi xuống á phải không? Nó trơn quá cái bàn trơn quá chạy xuống. Nên em nói sao? Cái lúc đầu mà chuẩn bị chị Hồng Loan vô là mình nói rồi. Kêu đem dọn đi cho nó gọn không chịu. Cứ la đợi đó. Cái tới hồi mà vô không có chỗ đứng mà nó cứng ngắc. Ta chen mà nó ập tới cái bánh kem là thấy mồ luôn. Chú rất là đồng khán giả đến
dự rất là đông cô chú anh chị. Nó nói trời ơi anh Ngọc này ảnh lạ ta, tự nhiên cái hồi sớm giờ anh mặc áo màu đỏ y như mình không ha, tự nhiên giờ hết á chị Hồng Loan, tự nhiên thay cái áo ra anh đứng ngay chị Hồng Loan luôn. Ủa nay lạ ta, tại vì biết sao không, ai ngờ đâu bị ăn cái bánh kem rồi. Cái áo nó giờ bị giặt ra không? Dạ bánh kem mà, tại em sợ nó không có tan như xà bông á. Này là binh hay sơn Ngọc? Này của chị Hồng Ngọc đó. Ừ. Nói nè em, tụi em luôn có nhiều đồ chơi nhưng mà em phải xin cô Duy không cho thôi. Đúng rồi, đặc biệt là chị Ngọc là luôn có nhiều đồ để treo. Sợ mấy chú không cho tụi trang trí thôi chứ cho trang trí là mình cũng luôn em ra là treo lên luôn. Thì treo một hai ngày thôi chứ nói thiệt ra nếu mà mộ mình càng để trống thì nó càng khón. Những cái ngày đặc biệt thì mình cũng trang trí thôi. Này như một cái rừng hoa luôn cô chú anh chị ơi. Hiện tại là bữa nay là ngày 13 rồi ha. Ủa 11 tháng 12 rồi. Sau một ngày sinh nhật của chú Vũ Linh ha, mà vẫn như một vườn hoa luôn, rất là đẹp nha. Đủ màu sắc luôn. Đẹp không? Lên hai cộng vô đẹp thì lạ đi không? Ừ, quá đẹp luôn ha. Lên nhìn nó khác thì luôn. Tết chắc cho treo được 3 ngày Tết. Cô chú anh chị, buổi sáng hôm một cô chú Vũ Linh ha, thì sau khi mà xin ban quản lý là sẽ được ngày hôm nay nữa ha. Rồi tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.